Đây là hệ thống lò đốt rác do công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường xanh Cao nguyên Đà Lạt làm chủ đầu tư, được triển khai lắp đặt ở xã Đàm Ri, thành phố Bảo Lộc. Sau một thời gian thi công, công trình đã hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động. Bãi rác Bảo Lộc được hình thành tại thôn 14 xã Đàm Ri từ năm 2001. Với diện tích 7,5 hectare, bãi rác này có thể đảm bảo lượng rác thải trong khoảng 10 năm đổ lại. Theo thời gian, lượng rác tập kết đổ dồn về đây ngày một lớn và gây nên tình trạng quá tải. Mặt khác, vì xử lý rác theo hình thức chôn lấp nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là không tránh khỏi. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Chính vì vậy, việc lắp đặt lò đốt rác theo công nghệ mới không những giải quyết được bài toán khó về môi trường mà còn tận dụng được nguồn rác thải để tái đầu tư trong các lĩnh vực khác. Lò xử lý rác mà công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường năng lượng xanh của chúng tôi nhập về đây là theo tiêu chuẩn công nghệ của châu Âu. Các thiết bị nhập từ Đức, Ý và Thụy Điển, được nhà chế tạo từ Thái Lan trực tiếp chế tạo. Thì nó có ưu điểm như thế này, tức là xử lý rác nó không có gây ra ô nhiễm môi trường cái khói, đặc biệt là không có khói. Và cái năng lượng tái tạo bên đó dùng nhiệt tuần hoàn. Sử dụng thời gian đầu chúng tôi khởi động lò lên khoảng chừng 500 độ C là bắt đầu là chúng tôi không có sử dụng dầu DO nữa và tự động hóa trong đó là nhiệt lượng trao đổi tuần hoàn trong để xử lý rác thải. Và điều quan tâm nhất của chúng tôi hiện nay là xử lý cái nguồn rác hỗn hợp mà tại địa phương chúng ta đây là đủ thứ thành phần, mà đặc biệt chúng tôi đây là không có chôn lấp gì cả, hoàn toàn đưa vào lò đốt hết. Đó là một cái ưu điểm của cái lò đốt rác chúng tôi hiện nay. Với công suất thiết kế khoảng 60 tấn một ngày đêm, không chỉ xử lý rác thải trực tiếp hàng ngày bằng công nghệ đốt không khói, mà còn xử lý một lượng rác tồn đọng lớn ở bãi rác cũ. Với một cái hiện trạng, cái bãi rác này đã không còn chôn lấp, thì công nhà đầu tư đã đầu tư cái lò đốt rác này với công suất 60 đến 70 tấn trên ngày để đốt trong lúc chờ xây dựng nhà máy tại Đà Lạt. Với cái sự đầu tư của công ty Cao nguyên xanh Đà Lạt thì là và hôm nay thì đang đốt thử và thời gian tới thì đưa vào vận hành chính thức, thì góp phần về cái việc mà giải quyết về vấn đề rác thải tại thành phố Bảo Lộc và bảo vệ cái cảnh quan môi trường của thành phố. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị Bảo Lộc ngày càng xanh sạch đẹp. Do vậy, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho phía chủ đầu tư trong việc lập thủ tục để triển khai dự án, thành phố cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi trên lĩnh vực này. Về môi trường, trong đó có xử lý rác sinh hoạt. Thành phố Bảo Lộc đã quy hoạch ở Đại Lào xây dựng một nhà máy. Nhưng trong lúc làm nhà máy đó thì chúng ta phải trước mắt tạm thời xử lý đây. Mà cái môi trường là chúng tôi cố gắng làm sao là xã hội hóa, nhà nước hỗ trợ một phần để mà làm được cái việc này cho cái đô thị nó xanh sạch đẹp. Và với cái việc làm hôm nay của cái công ty xanh Cao nguyên Đà Lạt ấy, thì chúng tôi sẽ đồng hành việc này để làm sao ấy là một ngày từ 70-80 đến hơn 100 tấn sau này về rác thải, rác sinh hoạt của thành phố Hà Lộc là không bị ảnh hưởng đến môi trường. Trước tiên chúng ta thấy rằng là xã hội hóa và các doanh nghiệp người ta làm ấy thì có những cái là rất tích cực. Thì chúng tôi có những cái quan tâm, thứ nhất là tạo ra một cái mặt bằng sạch, tức là đất sạch. Cái thứ hai là đưa hạ tầng đến chân của dự án. Cái thứ ba là trong quá trình triển khai dự án là phải hết sức tạo điều kiện thuận lợi cả về trật tự, cả về môi trường, cả về giải phóng mặt bằng vân vân. Và cái quan trọng nhất là phải đồng hành với họ. Đồng hành với họ khi đưa vào sử dụng đến khi mà có kết quả tái sản xuất của họ. Vì doanh nghiệp là những người ta làm ra lợi nhuận, giá trị tăng thêm với xã hội. Mà họ làm như việc này rồi thì trách nhiệm của nhà nước phải có trách nhiệm cái này. Được biết, ngoài hệ thống lò đốt ở xã Đàm Ri, công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường xanh Cao nguyên Đà Lạt đang tiến hành xây dựng giai đoạn 1 nhà máy xử lý rác thải rắn ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc với diện tích khoảng 20 hectare. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ lập phương án kế hoạch tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác ở các địa bàn như Di Linh, Đức Trọng.